Thường mà khi chúng ta đi coi bác tự ngày tháng năm sanh đó Cái ông thầy coi bác tự ngày tháng năm sanh Thường nói là à con Con có cái ngày sanh tháng đẻ này nè Con có số làm quan Con có số làm ăn mài Hay con có số làm thầy Thật sự đúng như vậy á Có một số ngày tháng năm sanh Mà họ có một cái căn cốt Để làm thầy à, Ngồi đồng hoặc là làm thầy Pháp chẳng hạn Ví dụ như 1977, 1989, 1997 Hoặc là 2001 thì các bạn rất là dễ vô sát, được vô sát, bị vô sát. Cái câu được vô sát có nghĩa là uh, được phần linh căn phù trợ. Cái câu bị vô sát có nghĩa là um, ai muốn vô vô muốn ra ra, nhưng mà tùy người, tùy cái ngày và cái tháng sanh nữa. Nếu như mà các bạn sanh 1977 chín 2001 1997 mà các bạn sanh tháng âm, cái ngày âm mà ngay cái giờ âm nữa là rồi thôi, cả đời con chắc chắn là con phải gắn liền với tâm linh tại vì đa phần phần ăn người ta phần phần âm á người ta đều chọn cái xác của bạn người ta chọn cái xác của bạn tại vì dễ vô dễ ra cái gì đó nó dễ và nó thuận tiện cái này á quý vị đừng có nghĩ là muốn xanh ngày nào cũng được có đâu cái số của mình có khi bây giờ kỹ thuật bắt ép mổ ra nhưng mà ngay trăng cái giờ không có tốt hoặc là có cái gì đó nó đưa đến nhân quả đưa đường dẫn lối rồi khi sống cái tướng cái số cái tướng nó cái ẩn tướng nó bị phá cũng vậy nó thuộc dẫu gì phước nghiệp Tại sao mình lại sanh vào cái ngày đó, cái năm cái tháng đó? Quá khứ đời xưa đó mình gieo cái duyên bên cái lĩnh vực đó rồi. Mình không gieo cái duyên bên cái lĩnh vực đó mình không bao giờ sanh ra vào cái ngày tháng năm đó đâu. Còn những cái ngày những cái tháng mà ta đồng nghĩ là có thể là làm thầy pháp được đó, thường rơi vào những cái năm rất là cương dương. Làm thầy pháp thì rơi vào những cái năm rất là cương dương 98 nè. Ừ. Rồi quý vị nghĩ là 1977 là làm thầy Pháp nhiều hơn Không 1977 đa phần là cô đồng thầy đồng Lên xác Thầy bà cũng có nhưng mà dạng như là cầu một phần âm về nhập Hoặc là vô xác Giống như là cô cậu hay là căn phần ai đó Người ta đã làm thầy trong đường âm Mà người ta mắc cái vận mạng chết yểu Chết yểu đó Có nhiều người hỏi là ở chết yểu sao làm thầy Người ta chết yểu xong người ta đi học bên âm Người ta ra cái quẻ bên âm rồi Người ta về người ta mượn cái xác trần Cái duyên sông tô Thường người ta, chọn những cái người mà có ngày tháng năm xanh thuộc gì âm phần gì âm gì. Những cái ngày mùng năm 17, 23 là quý vị biết rồi, rất là âm. Cho nên những người mà xanh vào những ngày này thì họ có có cái duyên để mà ngồi đồng. Những cái tháng âm là nó rơi vào tháng của thổ, nhưng mà nó cũng có rơi vào một cung tháng của thủy. Nhưng mà ở đây là kiến thức chuyên ngành, Thanh đồng nói nhiều quá, không có tốt. Chỉ cho quý vị biết như thế đó thôi. À, hôm nay cái tiếng của Thanh Đồng á, bị chặn, bị chặn, bị chặn là quý vị nghe không có rõ. Thanh Đồng biết như thế luôn. Nghe không có được Tại vì có những thứ mà quý vị không nên biết quá nhiều Nhưng mà nói cho các bậc phụ huynh Mà bây giờ muốn con mình thành tài, thành quan, thành chức Mà lựa cái ngày Bắt để bắt con mình ra đó Không tốt đâu Mình đang làm cái gì vậy Mình cãi lại về tự nhiên nhân quả Cãi được không? Chắc chắn không Làm cũng vô công Thôi bây giờ mình gắn dung bồi phước cho nó đi Cha mẹ có đức có trí là con nó sẽ tìm tới Những đứa con có đức có trí Cha mẹ có phước Thì con có phước nó sẽ tìm tới và cái tiền kiếp xa xưa nó đã gieo cái nghiệp tạo gì thì nó sẽ chọn cái người cha mẹ ngang cái nghiệp phước nó để sanh ra và đồng thời cái nghề nghiệp tương lai của nó nó tái hiện lên trên cái ngày tháng năm sanh của nó là do gì duyên phước quá khứ duyên phước quá khứ tạo nên ngày tháng năm sanh tạo nên thân phận con của ông đó bà đó và sanh ra trong một cái lĩnh vực đó thành tựu hay không cũng là do duyên phước quá khứ cho nên bây giờ nè mình gắn mình lại phật niệm phật mình gắn mình làm nhiều phước thiện lành thì con của mình nó sanh ra sẽ tốt nó chọn ngay cái giờ tốt giờ đẹp nó sanh ra không cần thiết phải ăn ở xấu ăn ở quá tàn ác ăn ở quá bất lương bất nhân bất hiếu bất nhân bất nghĩa mà mình chọn cái ngày tốt để mình sanh con mình ra dầu cho có mổ bụng sanh ra thì nó cũng sẽ bị cái gì đó khiếm khuyết bất hạnh đúng như cái phước nghiệp mà mình có mừ người thanh đồng thấy được mừ hết mừ đặc biệt mấy gia đình mà bên bên lèo bên tiều mà bên nói thẳng là ba tàu đó người ta hay chọn bắt con ra vào cái giờ đẹp nhưng mà nó có đẹp không không cái nhân quả nó có như thế nào nó hiện lên như thế đó ví dụ như bắt nó ra giờ đẹp mà trên cơ thể nó cái ấn đường nó bị đứt một cái cái kim tinh nó bị gãy một cái hư hết đường căn cơ gãy đổ đường sự nghiệp đó nhiều lắm ta đồng gặp nhiều lắm cho nên thôi bây giờ mình gắn mình tích phước đường âm trước mình tích phước đường âm rồi từ từ cái duyên phận nó sẽ đẹp không cần thiết phải cưỡng cầu có nhiều người người ta lợi dụng ở trong thầy pháp thầy phong thủy thầy tướng số giỏi người ta cải vận cho con người ta nhưng mà cải vận được không? Cái chiếc cầu nó chỉ chứa được 500kg phước mà bỏ lên trên đó 1.500kg hoặc là 700kg. Chuyện gì xảy ra? Cái nhịp cầu nó gãy liền. Cái nhịp cầu nó gãy liền. Cho nên có nhiều người đi đi xăm chỉ tay, đi thiêu, đi vẽ, đi đi đổi tướng, đổi số, bơm trái tay đó. Bơm trái tay đó. Thì có gì biết chuyện gì xảy ra? Nhẹ, thất bại sự nghiệp, đổ dở đau khổ, nặng, quyết quan di tai, tan cửa nát nhà. Nam Mô Phật. Hy vọng Thanh Đồng lan tỏa cho quý vị hiểu được cái gì đó Ngày tháng năm sanh làm thầy Đúng Sanh vào cái ngày cái giờ đó là đúng có căn mạng làm thầy ừ. Thí dụ như sanh vào cái ngày thuần dương Hoặc cái ngày thuần âm là có tháng thuần dương, năm thuần dương Tháng thuần âm, năm thuần âm Thì có thể là liên quan tới tâm linh nhiều Tại vì đa phần những người mà Người ta đến từ những cái vùng đất đặc biệt Tái sanh trở lại trần gian phạm thế Người ta có những cái ngày tháng năm sanh rất là đặc biệt Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ cưỡng cầu Mình đừng cưỡng cầu mình gieo cái phước Mình gieo cái duyên sâu dày với lĩnh vực đó Mình sanh ra Đời xưa người ta làm thầy Mà người ta không đủ phước sanh dịch trời cao Mà người ta vẫn còn cái nguyện ở lại giáo chúng Người ta sanh lại phàm gian ngay cái ngày tháng năm sanh đó Người ta vẫn làm thầy tiếp tục Hoan hỷ